Em kính chào các bạn. Chuẩn bị ghép lên sóng cho anh em một cặp loa rất là đẹp của Yamaha. Thực chất là cặp này thì về được 1-2 hôm rồi, nhưng mà em chờ cái món này để em tí em lên sóng cho các bác. Trước mắt là giới thiệu clip này, giới thiệu qua cho anh em đã. Đấy, qua cho anh em tí, anh em clip sau thì anh em chỉ tập trung anh em nghe nhạc thôi. Thì đây là một cặp Yamaha. Bản thân dòng Yamaha thì loa gia đình thì nhìn chung nó cũng không phải là có tiếng lắm. Nếu mà có tiếng Yamaha thì đồ biểu diễn thì người ta làm mạnh hơn. Tức là cái hãng này người ta làm đồ biểu diễn mạnh hơn và người ta PR tốt hơn. Đấy. Thì trong loa gia đình thì em cũng giới thiệu đến các bác nhiều. Thì nó có một vài dòng về Việt Nam anh em rất là chuộng, đó là dòng 690 Mark 3. Và nhỉnh hơn nữa là cặp này. Bản thân những cái dòng này thì nó đã ít, nhưng mà đây hôm nay em về được cặp 1000 monitor rồi. Nhưng mà nó là phiên bản sơn mài. Phiên bản này rất là hiếm và rất là đẹp. Và giá thì em để cho anh em giá rất là tốt. Giá cực kỳ tốt trong thời điểm này, 19.800.000 nha các bác nhé. 19.800.000. Những đôi như thế này thì các bác nên nhớ là nếu mà ra những cái shop high end, những cái đồ đắt thì các bác cứ xác định khoảng tầm trên dưới 30 triệu bán bình thường. Đấy, bên em thì trong ngõ chi phí nhập nó hợp lý thì để cho các bác hợp lý. Thì cái đôi này thì nó sẽ có những cái tiêu chí gì để anh em có thể đang có nhu cầu sở hữu? Một là về chất âm. Đây là một dòng loa monitor hay còn gọi là dòng kiểm âm. Chất âm của em 1000M này thì đã được minh chứng rồi. Nó là một cặp loa rất hay, tầm tiền cực hợp lý. Bây giờ một cặp 1000M thường này thì bây giờ giá nó cũng phải dao động khoảng 15 đến 20 triệu. Nó tùy vào độ chất, độ đẹp. Đây là phiên bản thường đó các bác nhé. Là sản xuất năm 78, 74 đấy, và 93, tức là tái sản xuất. Những cái thông số cơ bản thôi. Bát 30, trọng lượng khoảng 31 cân một chiếc. Em này thì là một em cho cái chất bát rất hay. Anh em cứ hay để ý là anh em hay nói là loa Nhật mà chất bát giống AR, là người ta muốn ý nói đến là cái chất bát nó hay. Thì cặp này là một trong những cặp đấy. Nó đưa cái chất âm của loa Nhật đến gần với cả loa Mỹ, đặc biệt là giải bát. Và em này thì lại được cái là gì ạ? Được cả hình cả tiếng. Tiếng thì đương nhiên rồi, 1000M thì mình không phải, những cái cặp này nó đã thành danh rồi. Còn hai là độ đẹp của nó thì tuyệt vời luôn. Sơn mài nha các bác nhá. Anh em nào có nhu cầu thì nhanh tay nhá, bởi vì cặp này em nói là rất hiếm. Bên em thì không phải là nói hiếm là để gọi là tâng bốc sản phẩm đâu, mà nó thực chất là như vậy. Và với cái tầm giá em đang để giá rất tốt, 19.800.000, thì anh em có mua thì sẽ rất là hối hận. Và những anh em nào mà xem clip muộn thì sẽ rất là tiếc, bởi vì đặt thì cũng không phải lúc nào cũng có về được cho các bác nhé. Sơn mài rất đẹp đây. Rồi clip sau em sẽ lên sóng, em sẽ test nhạc cho anh em một cái bản nhạc với cái chiếc âm đi Rotel. Em này thì đánh cũng đa dạng dòng loa cực kỳ luôn, dòng Rotel này. Lướt một lần nữa, hai tinh chỉnh cho loa tép, tinh chỉnh cho loa chung. Dòng 1000M là các bác lưu ý nó không có mặt đậy ở ngoài nhá. Bởi vì sao ạ? Thứ nhất là cái thiết kế của người ta đã cố tình thiết kế những cái lưới che cho từng loa rồi. Lưới bằng lưới đấy, bảo vệ loa. Và hai nữa là cái design người ta muốn thiết kế để trần như này, nhìn nó đẹp. Anh em ở ngoài thì anh em sẽ thấy cái độ đẹp của nó, và sờ vào nó rất là lì nhá. Nó bấm nó đi. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh em.